Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Sở Y tế Hà Nội nhận định tỷ lệ F0 trở nặng chỉ 5%. Thế nhưng xin đừng quên, nếu số ca mắc cứ tăng không phanh thì tỷ lệ 5% kia sẽ dần trở thành một con số khổng lồ. Tiến sĩ Hoàng Bùi Hải nhận định, ngày càng nhiều người khỏe mạnh tiêm đủ mũi vẫn trở nặng không qua khỏi vì vaccine giảm dần tác dụng. 10 trên 27 cầu thủ U23 Việt Nam dương tính với Covid-19. Nữ Hoàng Anh Elizabeth, 95 tuổi, dương tính với nCoV. Thành phố Hồ Chí Minh, ca nhiễm tăng cao, bắt đầu tiến hành truy vết trở lại sau nhiều tháng, liên tục phát hiện chùm lây nhiễm. Thưa quý vị, như quý vị đã thấy trong phần giới thiệu nội dung chính của chương trình ngày hôm nay, có rất nhiều thông tin nóng đang chờ đợi chúng ta. Và chúng tôi đã tổng hợp một cách ngắn gọn xúc tích nhất giúp quý vị có thể cập nhật những thông tin nóng nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 ít giờ qua trong khoảng thời gian ngắn nhất gói gọn trong video ngày hôm nay. Và không để quý vị đợi lâu, chúng ta hãy cùng đến với thông tin đầu tiên. Tiến sĩ Hoàng Bùi Hải nhận định, ngày càng nhiều người khỏe mạnh tiêm đủ mũi vẫn trở nặng không qua khỏi vì vaccine giảm dần tác dụng. Cùng phần F0 mà ngày xưa thì xe đón, cơm bưng nước rót, báo chí truyền thông theo sát. Giờ thì chả ai quan tâm, cái dây răng trước cửa nhà cũng chẳng có. Vâng thưa quý vị, đó là dòng trạng thái xuất hiện trên mạng xã hội những ngày này. Dù chỉ là đùa vui thôi, thế nhưng nó cũng phản ánh thực tế hiện nay đang ghi nhận tại thủ đô Hà Nội. Số ca mắc tăng quá cao, ngành y tế quá tải, chẳng còn mấy ai quan tâm đến F0 khi mà ca mắc nhan nhản ngoài cộng đồng. Nhiều người còn có quan điểm nhiễm trước thì đỡ phải nhiễm sau. Về quan điểm này, tiến sĩ Hoàng Bùi Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 Hoàng Mai Hà Nội đã bày tỏ sự không đồng tình và cho rằng dịch COVID-19 hoàn toàn khác so với các dịch bệnh đã từng xảy ra trước đây. Trước kia dịch sởi thủy đậu dựa vào yếu tố bao phủ vaccine sẽ khống chế được dịch. Nhưng với COVID-19 thì khác, dù có tiêm đầy đủ vaccine vẫn nhiễm bệnh, vẫn có tỷ lệ không qua khỏi. Tiến sĩ Hải cũng nhấn mạnh rằng mỗi cá thể đáp ứng với vaccine và bệnh khác nhau, không phải ai tiêm rồi là cũng miễn dịch tốt. Đó là còn chưa kể đến việc vaccine giảm dần hiệu quả theo thời gian. Tại bệnh viện, ngày càng nhiều người đã tiêm đủ 2 mũi, 3 mũi, rất khỏe mạnh trước khi nhiễm bệnh, nhưng vẫn chuyển nặng không qua khỏi. Nhiều người không có bệnh nền, sức khỏe hoàn toàn bình thường, thế nhưng khi nhiễm bệnh, sự tương tác với virus gây tổn thương cho cơ thể, ảnh hưởng đến phổi. Vì vậy, cố gắng không bị nhiễm bệnh là điều tốt nhất. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. 10 trên 27 cầu thủ U23 Việt Nam dương tính với COVID-19. Thưa quý vị, vào đêm ngày 20 tháng 2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho biết, qua xét nghiệm đã xác định 10 trên 27 cầu thủ U23 Việt Nam đang thi đấu tại giải U23 Đông Nam Á tại Campuchia dương tính với COVID-19. Ngoài ra, cũng có 2 trợ lý của đội bị nhiễm và nghi nhiễm COVID. Điều đáng lo ngại là nguy cơ U23 Việt Nam xuất hiện thêm những ca dương tính là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Và trước tình hình này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã phải bổ sung khẩn cấp 6 cầu thủ sang Campuchia. Những cầu thủ này sẽ có mặt tại nước bạn vào chiều ngày 22 tháng 2. Trong khi đó, vào lúc 19 giờ cùng ngày, đội U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận thứ 2 với U23 Thái Lan. Theo quy định mới nhất, mỗi đội được thay thế tối đa là 10 cầu thủ nếu các thành viên dương tính với COVID-19 quá nhiều. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Sở Y tế Hà Nội nhận định tỷ lệ F0 trở nặng chỉ 5%. Thế nhưng xin đừng quên, nếu số ca mắc cứ tăng không phanh thì tỷ lệ 5% kia sẽ dần trở thành một con số khổng lồ. Thưa quý vị, theo thống kê, dân số Hà Nội đạt khoảng 8,3 triệu người. Trong khi đó, tính đến nay, Hà Nội ghi nhận gần 200.000 ca dương tính, chiếm hơn 2,3% dân số. Theo bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, hiện tỷ lệ ca bệnh có dấu hiệu nặng của Hà Nội chỉ là 5%. Hà Nội cũng nằm ngoài danh sách 10 địa phương có số ca nặng cao nhất dù liên tục dẫn đầu về số ca mắc mới. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng tỷ lệ chuyển nặng 5% với số ca mắc hiện tại là chưa đáng lo ngại. Thế nhưng, nếu số ca mắc cứ tăng phi mã không có điểm dừng, thì tỷ lệ 5% trở nặng kia sẽ dần trở thành một con số khổng lồ. Và chúng ta có thể lấy ví dụ, 5% của 100 ca thì chỉ là 5 ca. Thế nhưng nếu là 5% của 10 triệu ca, thì số F0 trở nặng sẽ là 500.000 ca. Và khi ấy thì không bệnh viện nào có thể đủ nhân lực và vật lực để điều trị.
Mong rằng Sở Y tế Hà Nội nói riêng và các tỉnh thành nói chung sẽ lưu ý tới tỷ lệ 5% F0 trở nặng đầy tính biến động này. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Nữ hoàng Anh Elizabeth, 95 tuổi, dương tính với nCoV. Điện Buckingham thông báo, nữ hoàng Anh Elizabeth, 95 tuổi, đã mắc COVID-19 và đang được theo dõi sức khỏe kỹ lưỡng. Điện Buckingham cho hay, nữ hoàng hôm nay nhận xét nghiệm dương tính với nCoV. Nữ hoàng xuất hiện những triệu chứng giống như cảm cúm nhẹ, nhưng dự kiến vẫn thực hiện một số công việc tại lâu đài Windsor. Nữ hoàng sẽ tiếp tục được chăm sóc y tế và tuân thủ tất cả các hướng dẫn thích hợp. Trước đó, Thái tử Charles, 73 tuổi, người thừa kế ngai vàng, hồi đầu tháng đã rút khỏi một sự kiện sau khi nhiễm nCoV lần thứ hai. Một nguồn tin trong cung điện cho biết, Thái tử đã gặp nữ hoàng chỉ vài ngày trước đó. Sức khỏe của nữ hoàng được chú ý kể từ khi bà trải qua một đêm trong bệnh viện hồi tháng 10 năm ngoái vì một căn bệnh chưa được công bố và sau đó bác sĩ khuyên bà nên nghỉ ngơi. Nữ hoàng Elizabeth hôm 6 tháng 2 vừa qua đã kỷ niệm 70 năm trị vì, nhưng không tổ chức linh đình, bởi đây cũng là ngày cha bà, vua George đệ lục băng hà. Nữ hoàng lên ngôi ngày 6 tháng 2 năm 1952, sau khi vua cha George đệ lục không thể hồi phục vì cuộc phẫu thuật phổi. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Thành phố Hồ Chí Minh, ca nhiễm tăng cao, bắt đầu tiến hành truy vết trở lại sau nhiều tháng, liên tục phát hiện chùm lây nhiễm. Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin trong chương trình ngày hôm qua, sau nhiều tháng ngừng truy vết F0 thì mới đây, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã mở lại chiến dịch truy vết trong bối cảnh ca mắc tăng trở lại sau Tết. Mở đầu chiến dịch này là ổ dịch 54 ca ở một tu viện ở quận Gò Vấp và đến nay tiếp tục mở rộng truy vết một ổ dịch khác ở xã đảo Thạnh An. Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC đang chủ động phối hợp và hỗ trợ ngành y tế huyện Cần Giờ, xã đảo Thạnh An truy vết các ca nhiễm sau khi phát hiện một ca mắc chỉ điểm trong trường học. Qua đó, phát hiện thêm chuỗi lây nhiễm tại nhiều hộ gia đình sinh sống trên xã đảo. Cùng với việc xử lý dịch trong trường học, ngành y tế đang khẩn trương thực hiện xử lý dịch tại hộ gia đình. Hiện tại tên trường và số ca trong chùm ổ dịch vẫn chưa được công bố chi tiết. Để chủ động ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm bùng phát dịch trên xã đảo nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung, ngành y tế đang chủ động các phương án hỗ trợ chuyên môn cho y tế địa phương. Trong trường hợp số ca mắc tiếp tục tăng, Sở Y tế sẽ thành lập trạm y tế lưu động tại đảo Thạch An để chăm sóc quản lý F0 tại nhà. Không loại trừ nguy cơ biến chủng mới Omicron có thể xuất hiện trên xã đảo, ngành y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên các ca mắc mới để chuyển phòng xét nghiệm làm giải trình tự gen. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.